Xin chào bạn đọc Báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin trong nước nóng nhất sáng ngày 5 tháng 9 mà chúng tôi vừa cập nhật. Giảm 7 sở, tinh giản 27.530 biên chế công chức. Báo cáo với đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 đến 2021 về quản lý biên chế, tinh giản biên chế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phốc cho biết, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.722 biên chế, giảm 27.530 biên chế, giảm 10,01% so với năm 2015. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2021 giảm 11,67%, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo nghị quyết của Đảng. Tổng số công chức cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 giảm 8,94% so với năm 2015. Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố năm 2021 giảm 49,26% so với năm 2015. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bên trong với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và tương đương giảm 7 sở. Tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở giảm 1.648 tổ chức, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện giảm 451 tổ chức. Kết quả sắp xếp đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập giảm 7.721 đơn vị, giảm 13,85% so với năm 2015. Vì sao giá dầu lần đầu cao hơn giá xăng? Liên quan đến việc giá dầu lần đầu tiên cao hơn giá xăng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, đúng là có việc từ trước tới nay. Chúng ta vẫn quen giá bán lẻ dầu hỏa và dầu diesel thấp hơn giá xăng, nhưng kỳ điều hành ngày 5 tháng 9 vừa qua thì lần đầu tiên giá dầu cao hơn giá xăng. Về nguyên nhân, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, trước hết tại thị trường thế giới từ đầu năm 2022 đến nay, sau xung đột giữa Nga-Ukraine thì nguồn cung khí đốt cho thị trường châu Âu và Mỹ giảm, nên nhu cầu đối với dầu hỏa và dầu diesel tăng nhằm thay thế nhu cầu về khí đốt, dẫn đến giá sản phẩm dầu tăng khá cao, nằm ở mức tương đương hoặc cao hơn so với giá xăng. Những tháng gần đây, để chuẩn bị cho nhu cầu sử dụng tăng vào mùa lạnh, mùa đông và nhu cầu người dân đang dần chuyển sang dầu, khi giá năng lượng tăng cao thì giá dầu đã tăng khá mạnh và cao hơn nhiều so với giá xăng. Hiện nay, trung bình trên thế giới bình quân giá xăng ở mức 105 đô la Mỹ trên thùng, trong khi giá dầu đang ở mức 143 đô la Mỹ trên thùng. Còn ở trong nước, trong cơ cấu giá xăng và dầu, các mức thuế, chi phí kinh doanh cũng rất khác nhau. Thực tế cho thấy, nhu cầu bình quân của các loại dầu chỉ ở mức 0 đến 0,72%, thuế nhập khẩu xăng bình quân là 9,7%, thuế tiêu thụ đặc biệt của dầu là 0% và xăng là 8 đến 10%. Do đó, giá bán lẻ xăng trong nước từ trước đến nay vẫn tăng cao hơn so với giá dầu. Tuy nhiên, ở kỳ điều hành giá xăng dầu vừa qua ngày 5 tháng 9, do giá xăng và giá dầu trên thế giới có sự chênh lệch lớn, giá dầu cao hơn giá xăng nên giá bán lẻ dầu trong nước lần đầu tiên cao hơn giá xăng. Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến mở rộng danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương. Sáng nay ngày 7 tháng 9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp trực tuyến lấy ý kiến góp ý về việc mở rộng danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố, chủ trì buổi họp. Bên cạnh nhiều hoạt động đang được ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hướng về y tế cơ sở, thì việc mở rộng danh mục thuốc điều trị các bệnh tương đồng với danh mục thuốc điều trị ngoại trú, các bệnh lý này tại các bệnh viện tuyến huyện đang được bảo hiểm y tế thanh toán đang được nhiều chuyên gia y tế và người dân mong đợi. Thực tế qua khảo sát nhanh 36 người dân mắc các bệnh không lây như cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu khi đang chờ khám và lãnh thuốc tại các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn thành phố thì có gần 80% người dân sẵn sàng khám chữa bệnh tại trạm y tế địa phương nếu ở đây có đủ bác sĩ và các loại thuốc như bệnh viện. Trước những mong đợi chính đáng của người dân, Sở Y tế đang khẩn trương trình Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai thí điểm mở rộng danh mục thuốc trong gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Cụ thể là được bổ sung 50 loại thuốc có danh mục thuốc của tuyến 3 trong điều trị các bệnh không lây cho tuyến cơ sở. Song đó thí điểm mở rộng danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương bên cạnh 129 hoạt chất theo quy định. Còn nhiều thuốc thiết yếu khác rất cần cho y tế cơ sở, nhưng do nhu cầu ít nên khó tiến hành đấu thầu riêng lẻ. Hàng trăm nhà mua hàng quốc tế có mặt tại sự kiện du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày 6 và ngày 7 tháng 9, nhiều đoàn khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Úc, Hàn Quốc, Úc, Nhật, Singapore, Ấn Độ đã lần lượt đến Việt Nam để tham dự hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITEHCM 2022 tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9. Theo ban tổ chức, sẽ có 150 nhà mua hàng quốc tế đến hội chợ để tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam. Để chào đón các du khách quốc tế này, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp với các công ty du lịch, lữ hành tổ chức những city tour quảng bá điểm đến thành phố. Trong ngày 6 tháng 9, một tour du lịch đặc biệt do lữ hành Sài Gòn Tourist tổ chức dành cho 30 du khách quốc tế khám phá thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hội chợ ITEHCM 2022 quay trở lại với chủ đề cùng vững bước, cùng đi lên trong 3 ngày, từ 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SECC quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ ITEHCM 2022 quy tụ hơn 1.500 đại biểu là các cơ quan quản lý, công ty lữ hành, các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cùng các thương hiệu, điểm đến tham quan, vui chơi, giải trí trong nước và quốc tế. Hải Phòng giới thiệu bản đồ du lịch số. Chiều ngày 6 tháng 9, Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị giới thiệu bản đồ số Hải Phòng City Tour, sàn giao dịch du lịch trực tuyến và phát động chiến dịch quảng bá thăng Hello Hải Phòng trên nền tảng TikTok. Theo Sở Du lịch Hải Phòng, bản đồ số Hải Phòng City Tour sử dụng nền tảng bản đồ của Google và được xây dựng theo xu hướng trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Giao diện hiển thị, nội dung và hình ảnh phù hợp với xu hướng, thị hiếu khách du lịch. Đây cũng là kênh hỗ trợ thông minh, tiện lợi dành cho du khách. Du khách có thể truy cập bản đồ số tại địa chỉ www.haiphongcitytour.vn trên nhiều công cụ như điện thoại, máy tính bảng để tra cứu, tìm kiếm thông tin, chỉ đường tới các quán ăn, điểm check-in, khách sạn theo nhu cầu. Sở Du lịch Hải Phòng phối hợp với TikTok Việt Nam giới thiệu chiến dịch quảng bá thăng Hello Hải Phòng trên nền tảng TikTok diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 20 tháng 11. Thông qua đó khuyến khích người dùng sáng tạo nội dung ngắn về cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực của thành phố Hải Phòng, góp phần quảng bá rộng rãi các điểm đến và sức hấp dẫn của du lịch thành phố. Giảm nguồn cung vì mưa ngập, giá nhiều loại rau củ Đà Lạt neo cao. Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, giá nhiều loại rau củ Đà Lạt đang bán ra tại chợ đã tăng khoảng từ 15 đến 30% so với hơn một tháng trước đó và đang neo ở mức cao kéo dài. Cụ thể, cải thảo Đà Lạt hiện bán ra ở mức bình quân 13.000 đồng 1 kg, đậu que 20.000 đồng 1 kg, cà chua 23.000 đồng 1 kg. Đặc biệt, khoai tây Đà Lạt có mức giá neo cao với hơn 30.000 đồng 1 kg, xà lách gai và xà lách búp 40.000 đồng 1 kg, thậm chí cà rốt Đà Lạt nhiều thời điểm không có hàng về chợ. Ngược lại, một số loại rau vùng Đông Nam Bộ đang có mức giá tương đối ổn định như bầu, bí đao, cải ngọt 10.000 đồng 1 kg, dưa leo 12.000 đồng 1 kg. Theo nhiều thương nhân, giá các loại rau củ Lâm Đồng chủ yếu Đà Lạt đang neo khá cao chủ yếu do thời tiết mưa nhiều. Một số nơi thậm chí bị ngập lụt dẫn đến nguồn cung đã giảm nay càng thêm thiếu hụt, đẩy giá tăng. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.